là không biết đường nào mà mò luôn á. Khi mà các chị đi tiêm Phật thành ra lọc không ra rớt phải sang năm rồi mọi người. Chưa đó là sang năm là có thể không phải cô dạy mà giáo viên khác dạy, mà giáo viên khác dạy thì theo cái xu hướng của giáo viên khác thì là mình phải làm lại từ đầu nữa. Không có thật, không có thì giá nào cả luôn. Ok, được chưa? Rồi nãy giờ làm xong chưa? Đến câu số 8 rồi. Ok, câu số 2 các chị. A substance, substance là cái chất đúng không? Cái chất given to my someone loose concernment. Loose concernment là mất gì? Mất ý thức. Concernment là ý thức. So that we have a major surgical operation. Nguyên cụm từ major surgical operation là đại phẫu. Đại phẫu can be carried out, có thể thực hiện được. Cô dạy, thời cô dạy vậy thôi, chứ còn các chị nhìn cho có cái chất mà làm mất chỉ nhớ là biết cái đó là gì rồi ha. Vậy đó là general anesthetic. General anesthetic có thể là tê mê thẩm quá ha. General anesthetic. Soft tissue in sensorous form. Như vậy cái tên của bài này là không phải nghĩa bằng xương rồi, mà chỉ xương, chỉ rồi. À, soft tissue là cái mô mà mềm ha, trong cái xương. Ok, như vậy đây là bone marrow bạn là bone marrow mà đúng ra là cái là marrow bone đúng rồi. Đúng. Ok, bone marrow các chị biết sắc sắc luôn ha. Ok, đây là cái nào phrase. Câu số 4, the treatment. Cái việc điều trị of EC, cái việc điều trị cái bệnh EC là bệnh or other condition by surgery. Surgery là gì? Phẫu thuật. Như vậy là gì các chị? Giải phẫu. Cái từ condition này mà có dịch là tình trạng, nó là trạng thái điều kiện, condition cũng là bệnh luôn đó ha. Như này là surgical intervention, sự can thiệp phẫu thuật. Surgical intervention. At one of the first 20 feet we develop in children between about 6 months and 2.5 years of age, and are replaced by the permanent feet at around the age of 6. Ở bất kỳ một trong 20 chiếc răng đầu tiên, một trong số 20 chiếc răng đầu tiên mà mọc, thì bài mốt là phát triển về mặt mọc ở trẻ con ở khoảng giữa 6 tháng và 2 tuổi rưỡi. Và replay là được thay thế bởi cái răng vận chuyển permanent teeth lúc khoảng 6 tuổi, thì đó là răng sữa. Primary tooth. Surgery to repair damage or manifold parts of the body. Surgery là phẫu thuật để repair, sửa chữa các cái bộ phận cơ thể chết là hư hỏng. Manifold
chia sẻ. A condition in which the nerves in the brain stem have died, and the person can be certified as dead, although the heart may not have stopped beating. Cái tình trạng mà nơ là gì? Thần kinh trên não, tế bào não chết. Stem là thường thường là tế bào gốc ha. Và cái người đó có thể certify là chứng nhận, được chứng nhận như là chết, mặc dù tim có thể chưa có ngưng đập ha, thì gọi là chết não, brain dead. Số 3, the way in which a doctor behaves toward a patient, especially a patient who is in bed. Cái cách mà bác sĩ vì hay là cư xử với bệnh nhân, đặc biệt là cái bệnh nhân mà ở trên giường, thì gọi là bedside manner. Số trên thân gì? An effect produced by a substance to which a person has an allergy, such as sneezing or skin rash. Một cái hệ quả được tạo ra một cái chất substance mà người đó có gì đó như là bị sni là phát xì hơi, hay là bị mẩn đỏ trên da, skin rash, người gọi là allergic reaction, phản ứng gì đó, allergic reaction. Thì bác anh chị, nãy giờ mình làm cái câu máy rồi. Câu chính, sao hiểu câu hỏi với câu chính rồi. Bây giờ làm thêm cái câu nha. A trial, trial là gì? Thực nghiệm, carry out, được thực hiện. A trial, carry out, thực nghiệm, được thực hiện. In a medical laboratory, là ở đâu vậy? Trong phòng thí nghiệm. Còn a person lên người, hoặc là on tissue, hoặc là lên cái mô của người, thì gọi là gì? Chẳng gì lâm sàng là clinical trial. Câu số 11, a tumor risky, cancerous, and can grow again or spread into other parts of the body, even if removed surgically. A tumor là khối gì? Khối u mà có thể là cancerous là gây ung thư và có thể phát triển lại hoặc là lan tỏa, spread into là lan tỏa khắp các cái bộ phận khác, thì có thể thậm chí có thể bị cắt bỏ đi, ha, phẫu thuật cắt bỏ đi, remove surgically, như vậy gọi là malignant tumor, malignant tumor khối u ác tính. A doctor who provides first line medical care for all types of illness to people who live locally, refer them to hospital if necessary, and encourage health promotion. Một bác sĩ mà cung cấp cái việc chăm sóc y tế hàng đầu, first line là đầu tiên, là đầu cho tất cả các dạng bệnh. Đối với những người sống ở trong cái địa phương tại nhà, locally là địa phương tại nhà, và sau đó chỉ định họ đến bệnh viện nếu cần thiết, và thúc đẩy, khuyến khích thúc đẩy, nâng cao sức khỏe. Đó là general practitioner. General practitioner. The rhythm of daily activities
temporary processes that are keeping, defectuating, or sleeping. Frequently controlled by hormones, we repeat every 24 hours. Cái nhịp hoạt động hàng ngày, những cái cơ chế, quá trình của cơ thể như ăn uống, ngủ nghỉ v.v. được kiểm soát một cách điều đặn bởi các hormone mà làm đi cứ mỗi 24 tiếng một lần thì gọi là đồng hồ sinh học. Bài thôi luôn cơ lọc đồng hồ sinh học. Câu 14. The set of organs so that the stomach, liver, pancreas are associated with the digestion of food. Một cái loại cơ quan, organ là cơ quan, như là stomach là gì? Dạ dày, cô gọi không được không? Đúng. liver, gan, pancreas, tụy. Mà cái kết nối cái sự tiêu hóa thức ăn thì đó gọi là gì? Là hệ tiêu hóa, digestive system, hệ tiêu hóa, digestive system. Ok, và cái câu cuối cùng, the diet that provides all the nutrients needed in the correct proportions. Ở đây là chế độ ăn mà cung cấp cho tất cả chất dinh dưỡng cần thiết theo như khẩu phần tướng, proportion là thành, và proportion là thành phần trăm là proportion, correct thì gọi là balance diet, ok, balance diet. Vậy cho anh chị, rồi anh chị chờ bước qua câu hát. Tiếp theo anh chị cũng thấy trên dưới. Đây là các dinh dưỡng phụ trang thiết bị trong hàng y của mình. Ha, các dinh dưỡng phụ trang thiết bị trong hàng y của mình, anh chị cũng đọc tình nghĩa và đưa cái thiết bị đó xuống. Wheelchair, từ wheelchair là gì? Là xe lăn, xe đẩy. A chair with wheels in which somebody can sit and move around. Cái ghế mà có wheel là bánh xe, ở đó người ta có thể ngồi và điều khiển xung quanh, thì mình biết đó là wheelchair. Ok. Cô có thể nói qua những cái từ trong khẩu của các anh chị làm cho nó nhanh. Cái từ cô nói nhiều khi nó tương đương với anh chị tự nghĩ ra cái từ chuyên ngành các anh chị ha. Ok, thì những cái từ đầu tiên đó là từ bandit. Bandit là gì các anh chị? Bằng. Cái từ để mà cúng khi mà bị thương á, cúng là băng, đúng rồi ha. Rồi từ tiếp là catheter. Catheter là ống thông đường tiểu. Ok, ống dẫn lưu. Ống thông, cậu muốn thông cái gì thông? Ok, có ống à? Ok, Q-rex. Cure là cái thìa được để não, đúng rồi, cái thìa não, não gì nào. Ok, tại vì cô nghĩ đây là hiểu theo cái nghĩa tiếng Anh, dịch qua tiếng Anh không, cái từ đúng cái từ mà qua cái việc mình đang chịu tự dùng ha. Rồi tiếp là cái từ drain, dẫn lưu. Drain là ống dẫn lưu, ống dẫn nước. Cái từ drain là tháo cho ô nước. Chỉ có hồ á thì drain là làm cho nước nó chảy hết. Mình có là brain là gì? Não. The brain là làm cho khô não thì đó là chảy máu đi xa. Thì đó ví dụ như là ngày nay giới trí thức của Việt Nam mình
và một cái công việc trong nhà sở thiết ha. Ok, sáng cũng được đúng rồi, cái sáng gì mà cô sở thiết hồi là cô mà cái hồi đó đó các cô leo lên rồi xong cái cảm đó là cô muốn nhảy luôn đó. Ok, cậu không sợ ai hết, chẳng còn gì cô sợ hết, mà cô sợ bác sĩ sản hết đấy. Như thế ha, ok, qua cái thời của mình là cô không sợ đó. Chưa chắc không. Ok, à, ghét. Kết định. Yeah. Cái vật nhét vào miệng kêu la, ha, cái vật nhét vào miệng để mình khỏi kêu la, cái vật đó cũng cái vật gì cũng được, ta có cái gì nhét này là mình cầm giống như điện thoại, những tông những năm gì đó nên mình kẹp lại, ha. Mình nghe kêu cái gạt đó. Cô dịch này vậy, các bạn dịch xuống cái bài các bạn thấy hiểu hơn, ha. Hút, chữ hút là cái câu cá hook là cái lưỡi câu ha, cái câu, cái móc cái câu, bài phê à, pinhead, cái từ này như là ứng dụng luôn trong cái tin nhắn đúng không, và nó là cái pinhead luôn đúng không, cái pinhead là gì, cái ống hút, cái ống hút thì trong đó có cái gì ha. Rót, cái đầu giò. Rót là cái đầu giò ha, cái quay thăm giò, cái đầu giò, thằng này giò cái thương nó trong. À, scalpel là da gì? Da mổ. Scalpel. Spleen. Cái treo cái đỡ thường là cho cái tay mình gãy thì gọi là spleen ha. À, spleen là cái nẹt, cái thanh nẹt, spleen cái thanh nẹt, spleen kia là cái động từ spleen là treo lủng lẳng đó các chị, cái từ spleen là treo lủng lẳng, thì cái spleen ở trong này các anh chị thường thường để mà treo cái tay gãy ha, còn spleen từ cái nẹt khi mình gãy tay vào cái nẹt. Stethoscope là cái ống nghe. Stretcher là cái cá để mình gì, mình đỡ khi bệnh nhân á ha. Ok, syringe là gì? Kim chích. Đúng rồi, kim chích. À, thermometer là gì? Nhiệt kế. À, tuning quay là cái gì? Cái camera, người ta nói là cái camera buộc vết thương để cầm máu. Nó cũng giống như cái fan dip ha, mà là nó giống như cái fan dip mà cái này nó chặt hơn, buộc chặt hơn. Ok. Rồi, như vậy là các chị biết sơ nghĩa từ rồi, các chị đọc cái đường để chị đưa từ xuống thì dễ hơn rồi.
Rồi tất cả các giáo viên cũng như học viên đều có nắm được khoảng giờ 40. Anh chị nhớ ha, cái buổi chúng ta hai mình cũng có mặt các bạn buổi 40. Chị lưu ý ha. Nhớ đi đây nha, ngủ quên đây. Sử dụng để loại bỏ nó được trở ra thì nó xe đăng một cái ống dùng để loại bỏ chất lỏng từ của cơ thể đi ra. Siren mà anh thích vô chứ? Hút ra cũng được. Nếu vậy thì nó là cái bếp. Dẫn luôn. Ok. Đây. Cũng là ông luôn. Quên. Có từ hay không? Không chọn. Một thiết bị để tiếp xúc, dùng để tiếp xúc vào bên trong hoặc của một cái khoang hoặc là một cái vết thương qua dây để thăm dò. Đó. Cũng có thi là những cái KTT và đầu dò. Vậy thì chọn cái đầu dò. Đầu dò cho con số